Tết đến nơi mà còn chán với trường. Lì xì tâm nay không thể tầm thường. Hey yo, tuyên tình lì xì Zalo. Mở điện thoại lên là có. Một mở khung chat, hai chọn lì xì, ba nhập con số và bốn là bấm nhận liền. Mở Zalo Pay trong Zalo đón mưa lì xì khủng đến 100 tỷ đồng. 8 giờ tối mỗi ngày. Giang đôi tay đón lấy ước mơ trong tầm tay. Chung tay nối dài tầm với, giúp bạn chạm đến những giấc mơ. Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietcombank, ước mơ trong tầm tay. Có thành tựu nuôi dưỡng từ đam mê khổ luyện. Có bứt phá thôi thúc bởi khát vọng vươn tầm cao mới. Có thành công dẫn lối bằng sức mạnh khoa học. Bằng công nghệ, tập đoàn GMS xây dựng hạ tầng, tự tin tiến bước vào kỷ nguyên hội nhập. Tập đoàn GMS, tập đoàn đầu tư đa ngành, uy tín và chuyên nghiệp, sức mạnh vững chắc đưa tập đoàn GMS mở ra những khả năng mới, nâng tầm cuộc sống. Tập đoàn GMS cùng tỏa sáng. Mức. Hạn chế thất thoát, dùng ký ốt Việt. Quản lý bán hàng, dùng ký ốt Việt. C-Mobile, ứng dụng tài chính quản lý chi tiêu thông minh, mở tài khoản từ xa không phải đến ngân hàng. Tải và giới thiệu ứng dụng ngay để nhận hàng chục ngàn voucher quà tặng và trúng iPhone 12. C-Mobile, ngân hàng số của C-Bank. Không gì cản bước bạn về nhà. Pepsi mang Tết về nhà. Bác cứ dùng motor của Toàn Phát ấy, hiệu quả cực kỳ luôn. Động cơ điện Toàn Phát sản xuất tại Việt Nam bằng công nghệ hiện đại. Động cơ điện Toàn Phát bền bỉ với thời gian. An tâm ngủ ngon, yeah. An tâm ngủ ngon, yeah. An tâm ngủ ngon để mỗi ngày đều tươi vui. An tâm ngủ ngon PV giúp an thần, giảm căng thẳng, suy nhược thần kinh, giảm các triệu chứng lo âu, hồi hộp, mất ngủ, khó ngủ, giấc ngủ chập chờn. An tâm ngủ ngon PV, an tâm trong từng giấc ngủ. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tươi mềm dai. Caro, vuông tròn vị ngon. Ôm ấp cuộc sống thân tươi đẹp, tình tình càng phong cách ôm ấp. Một ngày mới ta hát ta ngân lượng. Ôm ấp, Tết này nhà bạn đã có ôm ấp chưa? Mọi người năm mới bình an, vạn sự như ý. Shopee tiếp vận giao hàng miễn phí vận chuyển từ 0 đồng. Lướt Shopee ngay. Tân mì hộp có Omachi. Tân mì hộp có Omachi. Chắc là mà không sợ đau. Tân mì hộp có Omachi. Rất ngon mà không sợ nóng. Cần mì hộp có Omachi. Đàn ông sợ vợ hay đàn ông thương vợ? Đàn ông nữ tính hay đàn ông nam tính? Đàn ông bóng bẩy hay đàn ông tinh tế? Đàn ông tính đàn bà hay đàn ông biết sẻ chia? Bluestone tin rằng hạnh phúc bắt nguồn từ những sẻ chia mỗi ngày. Bluestone, việc nhà là sẻ chia. Vào kỷ nguyên mới. Ôi gì đây? Lại cái thằng này.
Bây giờ theo tôi vào trong lấy thẻ khen chê. Mỗi anh chị hai thẻ. Xin mời. Vào thì lấy. Tao ơi, bình thường các bạn. Anh muốn hỏi Tao một việc nhỏ. Vâng, vâng. Cái công tác nhân sự ấy mà. Sao ạ? Ừ, anh nhiều tuổi rồi. Vâng. Anh làm Táo nhiều năm rồi. Vâng. Nói chung anh hiểu là cái ngành của anh ấy, nói chung là anh già, anh cũng thấy oải lắm. Tức là anh thấy sức khỏe mình không đảm bảo, anh xin rút đúng không? Sao lại rút? Anh còn khỏe mà. Anh mới bảo oải sao? Không, anh hỏi tí. Ở trên thiên đình này có cái chức Táo phó không ta? Táo phó là như thế nào? Tức là em cho anh làm Táo phó cho thằng nào đấy, cho làm trưởng, dân họ chửi thằng ấy, anh đẩy nó lên đứng đương đầu. Vâng. Còn anh đứng phía sau, anh quyết tất. À, tức là anh vẫn muốn mình là người có quyền lực và bổng lộc. Ừ. Nhưng mà không dám đứng mũi chịu sào, đúng không? Không, anh vẫn đứng mũi vẫn chịu sào chứ, nhưng mà anh đứng nấp bắn phía sau thôi. Em đã hiểu mong muốn của anh, nhưng rất tiếc trên thiên đình là không có chức Táo phó. Thì Tao vẽ ra, em là Tao mà em múa tay trong bị thế nào cho được. Không không anh ơi, cái việc này không thể một mình em quyết được. Anh thông cảm, em không giúp được gì cho anh. Thôi. Ông xong việc chưa? Rồi rồi Tao ơi, rồi nhớ giúp anh nhá. Này này. Cái việc này xong việc rồi thì vào trong kia. Mời anh vào đi. Các tiên nữ đang chờ ở trong đấy đấy. Ừ, không, tầm tuổi tôi rồi tiên nam tiên nữ rồi coi như nhau. Này, bây giờ mình bàn với nhau nhá. Bây giờ mình Ôi giời ơi. Anh vào đi. Thì đấy, đang đứng hít thở tí không khí rồi vào. Dập ra, dập ra. Thôi đi vào. Anh vào hẳn trong đấy. Vào luôn. Thì bây giờ cái thẻ khen chê bây giờ tôi với ông giải quyết thế nào đây? Ôi giời ơi, nếu mà khen nhá, thì mình cứ khen cật lực vào. Tôi với bà là song tế. Đúng rồi. Thì bây giờ tôi khen bà. Bà. Khen tôi. Cứ thế mà làm. Được rồi. Bỏ qua cái khen đi. Bây giờ mình tập trung vào chê đi. Bây giờ chê nhá, cứ tập trung vào đội trẻ ấy. Nhá. Đội trẻ nó có cái lỗi gì mà chê? Lỗi là vì tội nó trẻ quá. Sao lại trẻ quá? Anh không biết trẻ nó lại là một cái ưu điểm của chúng nó à? Chính vì chúng nó trẻ cho nên Ngọc Hoàng mới đưa chúng nó từ dưới hạ giới lên trên thiên đình để làm các tinh tú. Đấy, nó gọi là hạt giống đỏ đấy. Đỏ nhưng mà chưa chín. Nhá, còn phải ươm mầm nhiều. Chê, mình phải tìm cái bọn nào mà mình quen biết để mình chê, hiểu chưa? Tôi chỉ biết mỗi ông Dục với ông Hội thôi. Đấy, chính nó đấy. Phải chê hai ông đấy cật lực vào. Mình phải tìm những khuyết điểm của các ông ấy để moi móc ra, hiểu chưa? À, thế tôi hiểu thôi. Đập trượt thì có. Này, anh chị làm cái gì mà bàn tán có vẻ rôm rả nhỉ? Không không, đăng bàn bài hát là Ra Vườn Hoa. Em trời ơi, anh đang vườn hoa tươi đẹp, chuẩn bị bầu bán cho khác. Này cu, ra anh. Dạ. Lên lần đầu thế nào? Dạ, đây là lần đầu tiên em lên thiên đình. À. Nhưng nói thật với anh là các cô chú cứ trêu em. Mà em không hiểu lúc nào là trêu, lúc nào là thật, hoang mang mà sợ lắm anh. Lên trên này là thế, phải hết sức cẩn thận. Ở trên này ấy, nó nóng như một...
kể cả. Thôi thôi, anh không phải vì này, anh thương lắm. Để yên, anh nhìn cái cảnh các em lên chầu lỡ ngỡ thế này anh thương lắm. Để yên. Rồi, có việc nhờ đấy. Sao? Có vẻ khó khăn à? Anh có... Thằng em chót vay của chú 30 triệu mà giờ nó lên 2 tỷ rồi. À, bây giờ thế này nhá, nghe anh nói. Này, lãi thì anh xin nhá, còn gốc thì mày để cho nó trả nhá, được chưa? Thôi thống nhất như thế nhá, anh xin nhá, được chưa? Ok, thế nhá, hôm nay anh xuống chơi nhá. Ok. Ít mồm thì sao mày cứ gào giống vậy thế? Sao bộ này, mà sao tao mày từ dưng hai thằng lại nằm vật ra thế này nhỉ? Anh xuống, em xuống theo, em sợ quá anh ơi. Tao quá khổ vì mày đấy. Xin hộ tiền lãi cho mà cuối cùng mà mày làm anh không khác gì cái rẻ lau nhà. Nhưng mà chưa đâu mà anh ấy phát hiện anh ấy trả thù em thì sao? Mày là em của anh rồi. Dạ. Gọi điện cảm ơn đi. Em gọi luôn được à? Không gì phải lo. Thái Hoa như này đúng không? Đừng chèn ép con người của đáng. Tao chịu mày hơi mình lâu rồi đấy. Mày gấu hơn anh sao mà mày lại còn bảo anh xin hộ là thế nào? À không, em mới đang tập thôi anh ạ. Mày... anh ơi, anh Thái gọi. Anh Thái gọi. Đứng thẳng người lại. Em là em của anh. Mạnh dạn lên. Em của anh. Em sẽ nói cho nó ra ngôi ra khoai luôn đúng không anh? Mạnh dạn lên. Anh ạ. À, em chúc mừng năm mới anh chị. Chúc cho sự nghiệp cho vay nặng lãi của anh chị thành công rực rỡ. Em cảm ơn anh. Mà anh ơi, nãy anh nói chuyện với các táo, anh uy nghi đĩnh đạc là thế, mà cuộc gọi vừa rồi anh cứ như là xã hội đen ấy ạ. Xã hội nó phải thế. Ân tình này của anh không biết bao giờ em trả đủ. Các ông ơi. Gì? Ra đây. Làm sao? Tôi đã gặp ân nhân của cuộc đời mình rồi. Người tốt chính là anh xã hội. Cho tôi mượn cái đồng hồ tí. Làm gì? Tôi cúng anh xã hội. Thôi thằng em, đừng có làm cái việc vớ vẩn ấy. Dạ, đấy là tấm lòng của em mà anh. Khổ quá, tấm lòng cái gì? Chúng mày lấy đâu ra tiền? Hả? À, cầm lấy. Ơ? Cầm lấy. Ừ. Anh ơi, sao anh lại cho em tiền ạ? Từ giờ đến lúc gặp Ngọc Hoàng còn 8 cửa nữa. Cầm lấy mà lót đường. Trời ơi! Đây là lần đầu tiên con được nhận tiền ở trong một hoàn cảnh bất ngờ như thế này. Mà lại là từ một người lạ. Người lạ ơi, chúng ta còn một vài trăm. Làm tiền lô phí, thật là hết đi. Người lạ ơi, chúng ta... Ôi em ơi, trời sao cứ dễn gì thế nhở? Anh xã hội, anh đã đưa bọn em từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Từ thuở xa sinh mẹ đẻ em chưa gặp ai tốt như anh. Anh... từ bây giờ hãy gọi bọn em là đàn em và cho bọn em gọi hai tiếng thân thương. Anh Dài Hiền Đệ. Đứng cả lên đi. Hôm nay đúng vườn đào của Thái Thượng Lão Quân. Anh em ta mượn vườn đào để kết tình huynh đệ. Tôi xã hội. Doanh nhân. Tính tú trẻ. Chúng tôi không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Nào, hãy ven tay. Để làm gì? Để cắt máu ăn thề. Chớ, các em chưa làm như vậy. Trong lúc này mà cắt tiết nhau là nguy hiểm, nghe không? Đang dịch dã thế này mà cắt tay nhau, máu me choe choét, Ngọc Hoàng gia là khiển trách đấy. Nhớ, các em là em của anh, đúng không? Đúng. Anh em ta hôm nay lên đây ta coi nhau là người... người nhà. À, quyết ý à, không phải tình nghĩa anh em một nhà. À, quyết ý à, không quên tình nghĩa anh em một đời. Ấy ngầm y vành kết cỏ ơi ơi à, để suốt
đời ta sẽ không phai. Dù nhảy xuống ngôi nhà riêng, sâu hay đâm vào đầu cái ô tô đi ngoài đường. Dù nhảy xuống ơi à biển, gươm hay lên à rừng giáo, em cũng quyết đi đại ca mà làm gì. Hay lắm, đứng cả lên đi các em. Dạ thưa đại ca. Sao? Nhân đây em muốn báo với đại ca một việc cực kỳ tuyệt mật ạ. Chuyện gì? Tung 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 tung. Các bí hiểm quá. Tung 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 tung. Các. Dám chưa đại ca? Có chuyện gì? Khi nãy đó em thấy táo giám đục kéo con Nam Tào ra một góc thì thầm tò nhỏ cái gì đó. Chắc là định nói sâu đại ca đó mà. Nếu đại ca cần, chỉ cần nói với tụi em sẽ. Quá đã, đừng có làm như vậy. Như vậy là giết người đó. Ở trên này mình là quan chức của thiên địa, không thể làm như vậy được. Có chuyện gì mà xin ý kiến đại ca rõ chưa? Chuyện đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đại ca của các em ở trên này vốn là một người tài giỏi, thông minh lanh lẹ, việc gì ta cũng làm được. Chính như vậy, kẻ yêu người ghét cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà không sao, chúng nó ghét ta, muốn hại ta đằng sau lưng, trời sẽ ai, cứ bình tĩnh. Tung 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 cắt. Tung 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 choang. Hay da đại ca. Cái gì đó? Đại ca không thể chịu thiệt thòi như vậy được. Từ giờ ai cho đại ca một nhát vào thì ba tiểu đệ sẽ trả lại ba nhát kim. Mô Phật. Các thí chủ không thể làm như vậy được. Động một cái là dùng chân dùng tay. Cứ lấy oán báo oán thì oán thù mới bao giờ giải được. Các em phải nhớ, khi lên trên này rồi phải tu tâm dưỡng tính, vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Đây chính là câu nói của Quy Lão sư phụ dạy Sun Gu khi thi đấu với Bồ Cổ Lồ trong 7 viên ngọc rồng. Các em hãy nhớ, đã là em của anh thì phải nhớ. Phải tu tâm dưỡng tính để tích đức tu nhân, gắng làm người tử tế, phải làm điều thiện để đẩy lùi cái ác. A-di-đà-phật. Lát nữa nếu có gặp Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng chắc chắn sẽ hỏi về các táo. Nếu hỏi gì về anh thì các em cứ trả lời Ngọc Hoàng rất là rành mạch, rõ ràng. Nếu anh xấu cứ chê anh là xấu. Nhưng mà anh là người tốt mà anh. Đương nhiên, làm sao mà có thể xấu được. Anh ghét nhất là đứa nào su nịnh, đứa nào a dua. Có thế nào cứ phải nói thế. Nếu Ngọc Hoàng dùng phương án thứ hai, tức là bỏ phiếu kín, thì các em biết là mình phải gạch người nhà hay là các em phải gạch người ngoài rồi đấy. À, đại ca nói thế tức là tí nữa mình cứ gạch tên đại ca đi đúng không? Tí nữa ấy. Mà như thế thì phải gạch tên những cái thằng nào mà đại ca ghét, hiểu không? Đại ca ơi, thế anh ghét thằng nào ạ? Mô Phật. Lâu rồi đại ca của các em không màng đến chuyện yêu ghét. Ở trên thiên đình này rất nhiều người tốt, về cơ bản là anh ghét tất. Chỉ có yêu mỗi Ngọc Hoàng mà thôi. Chúng em đã hiểu. Gạch, 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 gạch. Tất. Mô Phật. Có thêm 3 phiếu của thằng này thì mình sẽ quá bán rồi. A-di-đà Phật. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đấy. Này. Mày làm sao thế? Dạ, hả? Ai bắn đấy? Mày bắn hơi tí mày rút súng mày bắn. Tao huyết áp cao, tao ngã vật ra sân trầu thì lấy ai mà báo cáo Ngọc Hoàng? Một hàng ngang tập hợp. Nghiêm. Sao lại vẫn còn thiếu nhở? Đủ rồi. Chị ơi. Em đây này. Chị làm cái gì mà lúc nào ra chậm đấy? Hả? 1, 2, 3, 4. Mấy cái thằng tinh tú trẻ đâu rồi các anh ấy chị? Lần đầu chúng nó lên trầu mà mày cứ rút hàng nóng ra mày bắn thế này thì đến bố nó cũng không dám trầu. Thế thì đủ rồi. Các anh các chị lại giải tán. Anh ơi. À. Cho em hỏi là cái pass wifi ở đây là gì nhỉ? Không có pass đừng hỏi. Không, em nghĩ là ở đây có wifi là phải có pass chứ. Cứ đánh vào là nó ra. À thế à? Ôi dồi ôi.
gì mà xoắn não thế nhở? Đi đâu đây? Đừng hỏi, em về vườn đào đấy. Này, vườn đào này em ạ. Ơ, thế bên này vườn gì? Vườn dâm bụt. Đi sang bên đấy rồi gặp mấy ông bụt tóc hoa dâm, ông ấy ngâm rượu đấy. Thế em hỏi là cái đường về vườn đào là đi hướng kia kìa, vừa ra xong lại hỏi vườn đào bên đấy. Lâu lâu em bị lỗi tư duy xí, đừng có đùa với em không thích đùa đâu. Con này nó làm sao nhỉ? Sao ấy? Hay là nó tung hỏa mù anh em mình? Tung hỏa mù cái gì? Các ông phải động não tư duy đi. Có nhìn thấy cái bộ quần áo của nó khác với của anh em mình không? Mà tôi nhìn cái bộ quần áo này trong màu sắc này nó quen lắm. À? Nó giống... Giống quá đi. Ừ. Tết tóc là giống hệt một con... À, con đầu ấy chứ còn ai nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc là hâm mộ con đầu. Cho nên nó phải ăn mặc giống y hệt con đầu. Đến... Anh điên à? Cái con đầu quái dị thì ai mà thèm hâm mộ nó? Lúc nãy không nghe thấy Nam Tào nói à? Mày... Có cái gì về nhân sự nhỉ? Nam Tào nói rằng Ngọc Hoàng sẽ thay thế một vị trí còn trên cả các táo cơ. Mà ở trên đây thì có những ai? Có Ngọc Hoàng, có Nam Tào, có Bắc Đẩu. Ừ, chả nhẽ lại là Ngọc Hoàng. Không, không. Ngọc Hoàng là không thay rồi. Ê, thay ai? Đoán ra rồi. Đó chính là Nam Tào. Trời ơi, chính ra anh không nói thì mọi người chỉ biết là anh ngu ít. Anh giờ nói thế này người ta thấy anh ngu không có thuốc chữa. Nó ăn mặc như thế, anh thử tính xem nào. Anh tính xem nào là thay ai nữa mà còn phải hỏi. Nó ăn... Ngọc Hoàng thì không thay được rồi. Ừ. Nam Tào cũng thay được rồi. Rồi. Còn ai? Thế thì ai? Thế mà lại phải... Sao? Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ôi, cảm ơn cái đá đít của anh nhá. Cảm ơn cái dưới đầu. Cảm ơn cái dưới đầu nhá. Ra rồi. Cái gì? Đó chính là Bắc Đẩu. Đấy. Quan trọng là gì? Ngọc Hoàng thay thế ai thì kệ. Ừ. Nhưng mà chúng ta phải bảo vệ lấy nhau. Đúng rồi. Được chưa? Thế nhá. Được rồi, tất cả anh em mình đồng lòng. 2, 3. Biến mọi khoảnh khắc cuộc sống trở nên ngọt ngào và đáng nhớ. Cùng thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express. Hoàn tiền không giới hạn. Mở Zalo Pay trong Zalo, đón mưa lì xì khủng đến 100 tỷ đồng, 8 giờ tối mỗi ngày. Lờ đầu uể oải 6 giờ trưa, hãy uống nước tăng lực vị cà phê World Cup 247. Hương vị đất mạnh từ tăng lực giấu năng lượng và caffeine tỉnh táo, giúp đập tan ngay cảm giác lờ đờ uể oải 6 giờ trưa. Cảm ơn các bạn đã vất vả. Xin mời tất cả nước tăng lực vị cà phê World Cup 247. Nước tăng lực vị cà phê World Cup 247 đập tan lờ đờ uể oải 6 giờ trưa. C-Mobile, ứng dụng tài chính quản lý chi tiêu thông minh, mở tài khoản từ xa không phải đến ngân hàng. Tải và giới thiệu ứng dụng ngay để nhận hàng chục ngàn voucher quà tặng và trúng iPhone 12. C-Mobile, ngân hàng số của C-Bank. Hàng triệu mẹ đã tìm ra giải pháp miễn dịch khỏe. Vita Dairy độc quyền sữa non Colas IgG 24 giờ từ Mỹ, ứng dụng cho bộ sản phẩm Colas Baby với kháng thể IgG cao. Colas Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện. Không gì cản bước bạn về nhà. Pepsi, mang Tết về nhà. Bố ơi, vì sao lại gọi là Biển Đông hả bố? Con nhìn quả địa cầu, đó là vùng biển thuộc về phía đông nước mình, nơi nuôi dưỡng, bao bọc và ban tặng những điều tốt nhất cho con người Việt Nam. Chiên su tự hào tạo nên nước mắm chiên su cá cơm Biển Đông, một sản vật kết tinh từ Biển Đông. Vị lành ngon cho triệu người con đất Việt. Mắm chiên su cá cơm Biển Đông, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Chiên su Foods. Mừng hoàng thượng, có thái tử. Ta phải chăm sóc nàng thật tốt. Hoàng thượng, ôi món canh đầy dưỡng chất. Với hạt nêm chiên su 25 dưỡng chất mới, gồm chất đạm, béo, carbohydrate.
vời. Trong tài tương lai con sẽ cầm đầu thiên hạ. Trong tài tương lai con sẽ cầm đầu thiên hạ. Bây giờ tôi cầm đầu thiên hạ thiết. Và bà bối đó chính là nước tăng lực Compact Cherry đỏ mới. Có nhiều năng lượng đỏ giúp não sáng tạo. Nước tăng lực Compact Cherry đỏ mới là người bạn giúp tôi sáng tạo mỗi ngày. Tôi đã tạo ra được nhiều kiểu tóc đột phá, rồi mở được cả tiệm riêng. Nước tăng lực Compact Cherry đỏ mới. Năng lượng đỏ giúp não sáng tạo. Hàng triệu mẹ đã tìm ra giải pháp miễn dịch khỏe. VitaDairy độc quyền sữa non Colosh IgG 24 giờ từ Mỹ, ứng dụng trong bộ sản phẩm Colosh Baby với kháng thể IgG cao. Colosh Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện. Thanh xuân còn dài, đôi lúc gặp vấp ngã. Căng à nha. Đã có tôi phun lửa phá băng. Cứu bạn lúc khó khăn, cứu bạn lúc khó khăn. Đói lạnh thì nên ăn và miền cây là đã nhất. Tôm phun lửa, ây tôm phun lửa, chua cay rực lửa, bụng cháy hơn nữa. Cháy hơn nữa, bụng cháy hơn nữa. Tôm phun lửa, ây tôm phun lửa, chua cay rực lửa, bụng cháy hơn nữa. Sáng tạo bởi Omachi, mì tôm phun lửa, chua cay rực lửa. Mực nướng mà thiếu tương ớt thì là ngày tối đen như mờ. Phải có tương ớt chiên su, phải có tương ớt chiên su. Thì mực nướng mới bùng vị nè. Phải có tương ớt chiên su, bùng cay tô mình ngon. Và món ngon bùng vị. Cho cá viên chiên ngon tuyệt, bùng vị cùng tương ớt chiên su. Thử ngay, tương ớt chiên su cay gấp đôi mới. Chiên su Foods. Về chuyện khen thế chê nào các vị tinh tú đã suy nghĩ kỹ về chưa? Chuyện khen chê đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ bẩm Ngọc Hoàng có di chuyển nhưng mà im. Dạ bẩm Ngọc Hoàng có di chuyển các nhưng mà ạ. Im phăng phắc. Ta biết các táo việc ạ. Việc khen ai chê ai ta không biết. Phải là điều dễ dàng. Việc khen ai khen chê đúng, ai không phải là điều dễ dàng. Cũng là cách khen để cho giúp đúng, nhau tiến bộ. Chê cho đúng để cũng là cách để giúp nhau tiến bộ. Điều tích cực mà để chúng ta thấy điều hay chưa điều tích cực mà chúng ta phát huy. Điều chưa tích cực phải để chúng ta loại bỏ. Mà chê khen cũng không phải để tâng bốc nhau. Mà chê cũng không phải là để vùi dập nhau. Tôi vẫn làm. Anh khen nhau ơi, nó là chuyện hàng ngày. Thực ra thì thậm bọn chí tôi vẫn làm tự kiểm điểm khen nhau suốt. Nó là chuyện hàng ngày. Nhưng mà thậm chí chúng tôi cũng tự kiểm điểm nhau suốt. Đến tầm này rồi thì nhưng mà ghe khen này chê. Đến tầm này rồi thì ghe khen này chê. Đây là việc quan trọng của thiên đình. Tại sao anh lại bảo đúng là không quan trọng? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, mọi việc thì đã đâu vào đấy rồi. Còn bổ nhiệm vào ngồi ghế nào, đấy là việc của Ngọc Hoàng. Chúng thần không có ý kiến gì còn. Dạ đúng, không có tham gia thì không ý kiến gì cả đâu ạ. Vâng. Và xin mời Ngọc Hoàng. Các vị tinh tú có vẻ sốt ruột về chuyện nhân sự nhỉ? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, không phải chỉ hội tinh tú sốt ruột đâu ạ. Mà người dân ở dưới hạ giới họ cũng vô cùng quan tâm và sốt ruột không kém đâu ạ. Ta sẽ thông báo sẽ có một sự thay đổi lớn trên thiên đình. Đấy, ván bài lật ngửa đấy nhá. Các vị đứng cho ngay ngắn. Đây. Tôi hồi hộp lắm rồi đấy. Bắt đầu. Tôi đây. Đứng sang bên kia. Bên này. Tại sao tôi lại phải đứng cùng với các táo? Quy định nó thế. Đứng xuống cuối hàng. Không biết đâu là cuối à? Nó lại lao vào đây. Tất cả chú ý, sau đây sẽ là sự thay đổi lớn của thiên đình. Đó chính là... Dạ mời Ngọc Hoàng. Trời ơi, cái ông kia... Tầm giờ này còn dập dọn. Mà còn dư. Ta tưởng ngươi nói... Dạ không, thần tạo tí drama cho nó căng thẳng. Bắt đầu. Dạ, có thần ạ. Ta không gọi ngươi. Vào đi, bắt đầu. Đoán chuẩn chưa? Đây chứ còn đâu nữa. Xin được khấu kiến Ngọc Hoàng cùng các táo.
Xin được chào tiền bối. Đã lâu không gặp, tiền bối có khỏe không? Khỏe. Em rất khỏe đây, nhưng mà người ta không sử dụng cái sức khỏe của mình. Này, mình có biết nhau không nhỉ? Tiền bối là người đã dạy dỗ em rất là nhiều. Nhờ thế mà tất cả các công việc liên quan em đã làm được hết. Tôi dạy cô bao giờ? Hả? Mà sao tôi không biết nhỉ? Cái chuyện này đầu không biết thì cũng phải thôi. Nam Tào. Dạ. Giải thích đi. Tất cả mọi hành vi, cử chỉ và suy nghĩ của bác đầu được lưu trong kho dữ liệu lớn của thiên đình, gọi là Big Data. Và cô ấy đã học từ cái Big Data đó. Kia là đầu. Thế đâu là đầu ạ? Thực ra đây chính là một AI thế hệ mới của thiên đình, được làm từ nguyên mẫu của bắt đầu. AI này rất thông minh, và đặc biệt với khả năng sử dụng điện toán đám mây, có thể bắt chước bất kỳ ai trong số chúng ta. Cô này. Ôi trời ơi, tôi nhớ rồi. Đây chính là Ngư Điệp Châu Lụt đây. Đúng như vậy. Ngư Điệp Châu Lụt chính là danh hiệu tôi đã đạt 3 năm về trước. Đây có phải là robot không? Chính xác, đây là người máy. Tôi đã bảo rồi, con này nó không phải là người. Nó là ngợm. Để em kiểm tra. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Yeah, good, very good, Paruski. Yeah, good, very good, Paruski. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Hà bay không mà lại chẳng thay 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 lòng hai. Hà bay không mà lại chẳng là thay thay lòng thay lược lại nà. Con này nói còn nói nhiều hơn cả em. Lần đầu gặp em, anh có một món quà. Vì ở đây trên thiên đình ấy thì quan chức mới nhận chức thì bao giờ bọn anh cũng có một cái lễ nhỏ nhỏ. Gọi là quà mừng. Cảm ơn anh. Há mồm ra. Vâng. Nó không biết ăn tiền, tôi không biết ăn tiền, tôi không biết ăn tiền, tôi không biết ăn tiền. Rồi ôi, khá quá đấy này. Khác hẳn người thường nhá. Mà nhất là khác hẳn bọn chúng mình luôn. Bọn chúng mình cho tiền vào mồm cái nuốt luôn. Chuẩn. Các vị lưu ý, đây chính là người máy thế hệ mới nhất mà Ngọc Hoàng đã chỉ đạo. Và giữ lại những điều tốt đẹp của con người, còn tất cả những hành vi tiêu cực sẽ bị loại bỏ. Người máy này không có mong muốn tham nhũng. Đã là người máy thì tham nhũng làm cái gì? Này, đầu người máy này nó lại còn xinh hơn cả đầu thật cơ. Đấy, có mới nới cũ. Trời cho bộ mặt tởm kinh để giấu vẻ đẹp thình lình bên trong, biết chưa? Rồi. Cơ mà để bề ngoài ra vẻ lạnh lùng, bên trong ẩn chứa chín khùng mười điên. Cái đó nó là do chế tạo của các kỹ sư thiên đình. Mà cái chính ấy, nó là do tư vấn của Nam Tào. Dạ. Muốn cô ấy đẹp hơn, thông minh hơn, nữ tính hơn phiên bản gốc. Dạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, từ khi có cái bắt đầu nữ này, thần lại hào hứng đến cơ quan hơn. Dạ, xin phép Ngọc Hoàng cho cô ấy làm em gái trà xanh của thần. Dạ vâng, thần rất sẵn lòng. Mày thôi đi nhớ. Tôi không biết ăn tiền, tôi không biết ăn tiền. Trời ơi, sao lại rút cầu trì của người ta ra? Tôi không biết ăn tiền, tôi không... Chú tính. Anh rất đẹp trai, anh rất đẹp trai, anh rất đẹp trai. Anh rất đẹp. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần chấp nhận sự thay đổi này ạ. Bởi vì thần biết, từ đầu buổi chầu Ngọc Hoàng với Nam Tào đã trao đổi với nhau bản danh sách nhân sự về thiên đình. Thần vẫn thắc mắc một điều, tại sao Ngọc Hoàng không cho thần biết trước để thần còn xác định tư tưởng ạ? Thôi, xác định cái gì nữa, Ngọc Hoàng không dùng nữa thì thôi. Cô đấm ăn xôi làm cái gì, ván đã đóng thuyền rồi lại còn đập ra lấy đinh làm cái gì. Mệt. Đầu cứ cố thế này ấy, là người ta bảo đầu là tham vọng quyền lực đấy. Đúng rồi. Các tinh tú ạ. Dạ. Cái việc công tác nhân sự là một công việc rất khó khăn, mà cần phải cẩn trọng. Vậy thì hôm nay ta sẽ xin thông báo cho các vị tinh tú biết, người nghỉ chính là Nam Tào. Ôi giời, cái gì nhỉ? Ôi giời ơi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Thế là thế nào ạ? Dạ Ngọc Hoàng có nhầm không ạ? Ôi giời. Ta không nhầm, người ấy chính là ngươi đấy.
Ôi trời, ôi trời, ôi thế mà lúc nãy mình đoán đúng là Nam Tào, thế mà mọi người nó bảo mình ngu. Thế bây giờ thì ai ngu, Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, như thế này là thế nào ạ? Dạ, đến phút thứ 89 rồi mà Ngọc Hoàng còn quay ngoắt 180 độ, khiến cho chúng thần già không biết thế nào mà lật. Dạ ôi, công tác nhân sự nó thế, lật cánh, đánh đầu. Như thế nó mới là công tác nhân sự. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng làm cho thần bất ngờ quá. Nhưng nếu đã là quyết định của Ngọc Hoàng, thần xin vâng. Thần chỉ e ở trên thiên đình công việc còn bộn bề, thần... Ta có nói là ngươi nghỉ việc đâu. Ngọc Hoàng vừa nói là cho thần nghỉ ạ. Đúng, nhưng chỉ là một kỳ nghỉ phép thôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Thôi, đừng giấu ta nữa. Các táo ạ, đợt vừa rồi ở dưới hạ giới có xảy ra mấy trận lũ lụt rất lớn, mà nhà của Nam Tào lại chính ở cái rốn lũ đó. Biết bao nhiêu nhà cửa, ruộng vườn, vật nuôi bị cuốn trôi, trong đó có cả người thân của Nam Tào. Sau cái trận lũ lịch sử ấy không quay trở về nữa. Từ hỏi ở trong cái hoàn cảnh đó có ai mà không muốn về nhà? Ở trong cái hoàn cảnh đó có ai mà yên tâm công tác được? Trong khi đó thì ở trên thiên đình công việc chồng chất công việc, Nam Tào lại nắm giữ một chức vị rất quan trọng trên thiên đình, thì làm sao mà có thể vắng mặt được? Càng khó khăn thì lại càng không thể về nhà. Nhiều lúc ta quan sát, ta thấy Nam Tào cứ đứng ngồi không yên, luôn luôn theo dõi tin tức với một vẻ mặt lo âu thẫn thờ. Mới đầu thì ta không hiểu, về sau bắt đầu nói thì ta mới biết. Và ta cũng chợt nhận ra rằng trong suốt thời gian công tác ở trên thiên đình, Nam Tào chưa một lần xin ta nghỉ phép. Chính vì vậy mà ta đã quyết định cho Nam Tào nghỉ 3 ngày phép theo đúng luật của thiên đình. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhưng... Thôi, cứ về đi. Về dưới hạ giới, lo cho gia đình, lo cho bà con một cái Tết tươm tất, no ấm. Còn ở trên này, công việc của ngươi đã có con robot kia gánh vác. Dạ, dạ bẩm Ngọc Hoàng, bao nhiêu năm ở trên thiên đình, thần đã được nhận rất nhiều bổng lộc của Ngọc Hoàng. Nhưng đây thực sự là món quà quý giá nhất đối với thần. Đội ơn Ngọc Hoàng. Nam Đào ạ, lần này về dưới hạ giới, cho ta gửi một bức tâm thư tới bà con, chuyển giúp ta nhé. Dạ. Thân mến, gửi người dân hạ giới, năm qua là một năm đầy khó khăn, vất vả. Chúng ta đã phải oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của cả thiên tai lẫn dịch bệnh. Nhưng trong thiên tai, chúng ta học được về sự sẻ chia. Khi dịch bệnh, chúng ta học được sự đồng lòng. Ở những thời điểm căng thẳng, khó khăn nhất, chúng ta đã nỗ lực để không có một ai bị bỏ lại phía sau. Cùng nhau và vì nhau, chúng ta đã vượt qua từng thử thách, đã tô sáng đẹp thêm hai tiếng đồng bào, khiến cả thế giới cùng khâm phục. Ta xin tri ân tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và những con người luôn trụ vững trên tuyến đầu chống dịch. Những người có lúc đã quên khái niệm thời gian, tạm gác an toàn bản thân và gia đình, tập trung chăm sóc người bệnh, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh. Ta chia sẻ với những người dân gánh chịu thiên tai lũ lụt, đồng thời trân trọng những nghĩa tình, sự yêu thương đùm bọc của người dân cả nước đối với đồng bào đang gặp khó khăn. Chính ở những thời điểm đó, ta tin rằng yêu thương là sức mạnh, sẻ chia là động lực, để đồng bào ta gắn kết chung tay,
không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Ta vô cùng tự hào về các tổ chức, doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua những thách thức do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch toàn cầu. Các bạn đã chủ động, linh hoạt thay đổi mô hình quản lý, phương thức kinh doanh. Các bạn đã biến nguy thành cơ, tìm ra những cơ hội ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nhờ đó, kinh tế thiên đình ta vẫn tăng trưởng và là điểm sáng trong kinh tế toàn cầu. Ở thời khắc đón năm mới Tân Sửu, ta xin gửi lời chúc đến toàn thể người dân hạ giới một năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm qua. Chúc mọi nhà bình an, hạnh phúc. Dạ. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Vừa rồi thần nghe Ngọc Hoàng căn dặn, mà thần thấy rằng đúng là Ngọc Hoàng có một tấm lòng rộng mở, một trái tim nhân hậu. Thần chỉ mong ước rằng Ngọc thôi, Hoàng sống thôi. Lâu. Bớt nịnh đi. Các vị táo ạ, trong năm vừa qua ở dưới hạ giới có cái con virus corona rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ ta lại phát hiện ra lại có một con virus mới còn nguy hiểm hơn nhiều. Nó là con virus nịnh. Và ta biết có một số cán bộ trong thiên đình ta đã nhiễm con virus ấy rồi đấy. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, một khi đã nhiễm virus nịnh thì người đó rất thích nghe nịnh, rồi sau đó trở thành người đi nịnh. Và một khi thích nghe nịnh và đi nịnh rồi thì tiếp nhận và xử lý công việc không còn minh mẫn nữa. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mong Ngọc Hoàng có chỉ đạo kịp thời để ngăn chặn virus này. Nếu không, nó sẽ trở thành một đại dịch mà có thể phá hủy cả một thiên đình. Đúng. Và ta xin nhắc, trong nhiệm kỳ sắp tới, ta sẽ kiên quyết loại bỏ những thành phần có biểu hiện cơ hội nịnh bợ. Dạ, Ngọc Hoàng Anh Minh. À. Cấp báo. Dạ, muôn tông Ngọc Hoàng, thần vừa nhận được tin ạ. Đã xuất hiện một con virus biến thể của virus corona. Dạ, cái con virus biến thể này có khả năng tăng tốc lên đến 70%. Tình thế rất là nguy cấp. Dạ, xin Ngọc Hoàng hãy ra chỉ thị để ngăn chặn ạ. Đấy, các táo đã nghe rõ chưa? Bây giờ ở dưới hạ giới, bệnh dịch đang lan tràn khắp nơi. Năm vừa qua, chúng ta đã chống dịch rất tốt. Ta mong các táo hãy cố gắng giữ gìn, làm sao đừng để cho bệnh dịch lây lan bùng phát trở lại. Còn bây giờ, ta muốn các táo hãy trở về ngay dưới hạ giới, lo cho bà con một cái Tết bình an. Các táo ạ, phía trước chúng ta là cả một nhiệm kỳ mới. Các táo hãy chứng minh rằng mình xứng đáng với công việc mà Ngọc Hoàng và Thiên Đình giao phó. Hãy hết lòng vì người dân, hãy hết lòng vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân. Bởi vì chúng ta là những con người có trái tim, có sự cảm thông và chia sẻ. Chứ chúng ta không phải là những người máy, những người máy vô cảm. Còn về chuyện báo cáo cuối năm cũng như về nhân sự, ta sẽ chuyển sang hình thức họp online. Bây giờ ta tuyên bố bãi triều. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế.
Thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng theo dõi câu chuyện cuối năm của các táo. Và có lẽ đó cũng là câu chuyện của tất cả chúng ta trong một năm qua. Một năm thật nhiều khó khăn, thật nhiều vất vả. Nhưng chúng ta đã cùng nhau đồng lòng vượt qua một cách tốt nhất, kiên cường nhất. Và mùa xuân đang đến ngoài kia, khoảnh khắc thiêng liêng của phút giao thời đang đến rất gần. Hãy cùng nhau đón một mùa xuân mới với những hy vọng và ước mong tốt lành nhất. Xin chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn, bình an. Xin chào Xuân Tân Sửu 2021.